Sao phải đầu năm mua muối và cuối năm thường mua vôi? Và ngày đầu tiên của năm mới người ta sẽ đưa mua muối mang về nhà, đây gọi là muối lọc, để đón nhận nhiều may mắn mà cầu mong một năm mới đầy đủ ấm no. Thì người xưa muối là một thứ mặn và có tác dụng trừ tà khí, chống xui uế, đuổi tà, đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó, muối còn có ý nghĩa tình cảm, mang đến sự mặn mà gắn kết giữa các thành viên, sự hòa thuận vợ chồng con cái. Cuối năm mua vôi để xây nhà, trang hoàng cái nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa để đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng. Vôi trát nhà còn để xóa bỏ vết tích cũ của năm cũ, sửa chữa những sai lầm và khôi phục những thất bát năm qua. Bên cạnh đó, cuối năm mua vôi còn để tiếp vôi cho ông mình vôi, vật dụng dùng để ăn trầu của các cụ ngày xưa. Tuy nhiên người ta chỉ cho ông vôi vào cuối năm, tránh thêm vôi vào đầu năm vì sợ bạc như vôi. Bạn nghĩ sao về điều này?